Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình nha, mình đây từ từ đường phố đến người nha. Xin anh em một game hài tại đại chiến, mình đây từ từ đường phố đến bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chưa vài video cho anh em xem video, bạn like, share, thì đăng kênh, đăng ký, phải mình rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi công bố event tặng code gift code Gusu bên kênh từ từ đường phố anh em nhé. Ngoài ra thì đang có sự kiện fan cứng, thì không biết là anh em đã tham gia chưa, nếu chưa thì nhanh tay tham gia thôi. Xong tôi đang nghĩ đến chuyện khai là tôi mở lem nhẹ 150 thùng bia các bạn nhỉ. Bởi vì tuần sau thì đảm bảo sự kiện kiếm lại 150 thùng bia, tôi nghĩ chắc chắn là sẽ dễ các bạn. Không phải bây giờ đập 150 thùng bia đập vào tướng gì mới quan trọng các bạn, chưa mộ đặc biệt. Ôi, đang suy nghĩ các bạn. Bởi vì tôi sợ tuần sau là dư ra thùng bia anh em. Bởi vì bây giờ không đập tuần sau cái gì cũng... Bây giờ các sự kiện Nami đa số trong một sự kiện đều kiếm được hơn 100 thùng là ít. Có những sự kiện kiếm được tận 300-400 thùng bia anh em. Thế giờ đập 150 thùng bia nó cũng không có gì là quá đáng cả. Tôi thì sợ tuần sau ra tương mới này không tích đủ thùng để chơi đâu anh em. Nhưng mà đây form này sẵn rồi này, 3170 form SL1 rồi. Chưa kể đến mảnh ngẫu nhiên, mảnh các kiểu nữa anh em. Đó, thế nên là bây giờ đang suy nghĩ có nên đập thùng bia không các bạn. Cay thật sự. Để xem nào. Ở trước mắt chúng ta đi công bố event anh em. Ok đây anh em, đây event tặng code của Su mới nhất. Đây rồi. Kìa, ok anh em, thì copy link là chính các bạn. Rồi chúng ta qua chia sẻ copy link. Rồi ok. Ok, hôm qua thì tôi có ở video tôi có hỏi anh em đó là Sapo là đứng vị trí mấy ở trong quân cách mạng anh em. Thì tôi các bạn cũng đã biết rồi, vị trí của anh Sapo trong quân cách mạng nó là vị trí thứ hai các bạn ạ. Đó, một người có vị trí khá là cao. Ok xem nào. Sapo thứ hai Facebook làm mày ba, má mày mày gì. Okay, chúc mừng bạn này Hiếu Anh nhá, người may mắn nhận được gift code thẻ cào su lần này. Vui lòng chạy ao thông tin qua bên Facebook giúp tôi, nó gửi ảnh để ảnh thông tin nhá, để đủ ảnh mà tôi yêu cầu tham gia sự kiện. Còn nếu mà gọi là hạ hoài là ảnh nào thì các bạn rất bạn có thể xem lại video cũ, video event tôi có nói rất là rõ. Gửi chạy ao những thông tin mà bạn đã làm được qua bên Facebook cho tôi, tôi sẽ gửi thẻ cào qua cho anh bạn. Cảm ơn rất nhiều. Ok, còn đâu quay trở lại video ngày hôm nay anh em, chúng ta sẽ đi pem thùng bia đi. Tôi sẽ xé nhẹ 150 thùng anh em. Sự hưng ở tay các bạn. Bây giờ mà cháy thì chắc chắn là săn bên này đi. Sự, tôi sợ tuần sau tương mới ra thôi anh em. Đây có 80 thùng, tuần săn lại còn 470 thùng này. Không, có 470 thùng là được anh em. Mong là sẽ ra thêm anh ba. Nói vậy thôi chứ thực ra đập này chỉ mong sao ra cu lù thôi các bạn. Thật sự ra sao ra cu lù thôi. Còn giờ mà ra được cu lù là ngon. Luffy sắp mặt, tôi đang cần rất là nhiều form cho nó anh em. Và tôi, ôi cho đỡ Akilu. Tôi chỉ sợ nó không ra đấy anh em, mà nó ra tướng tàu lao như đấy, nhưng vừa nãy là một pha ví dụ. Kuritora 90 này, 100 101. Đâu, 150 thùng thì phải là còn lại 430 thùng nha anh em. 430 thùng mới đúng rồi. Đây. Ok, đập tiếp nào. Ok, được đúng một.
ngon lành em, anh nồn ngon lành từ cái lên là ba luôn bạn. Giật giật liên tục form các bạn, khỏe thật sự ạ. Ném xúc sắc nào, 118 xúc sắc, tôi ném nha, ném xong tôi quay anh em xem. Ok, hết tầm các bạn, được 100. Là cái mù cối anh em nhá. Ok, nói chung thì video ngày mai tôi cũng điểm qua sự kiện các thứ cho anh em. Clip xin phép kết thúc anh em ở đây. Hẹn gặp mọi người ở clip theo nhá. Cảm ơn mọi người video kênh Tự Tử Đường Phố rất nhiều. Giờ thì bye bye.